Dưới mặt nước xanh thẳm có vô số các sinh vật nguy hiểm, từ các sinh vật to lớn với sức mạnh ghê gớm cho đến các sinh vật nhỏ bé với vũ khí tự vệ lợi hại đe dọa đến mạng sống của con người nếu vô tình gặp chúng. Hôm nay Top Hapki sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 loài sinh vật nguy hiểm nhất đại dương hiện tại. 1. Cá trình biển. Có một cơ thể giống rắn, cái miệng nhô ra và quai hàm rộng. Sinh vật nguyên thủy này thực sự trông giống thần chết. Cần biết rằng nó là một loài cá và nó có thể dài đến gần 2,5 mét. Theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA, một vết cắn từ hàm răng sắc bén và quai hàm đầy sức mạnh từ loài cá trình sẽ tạo ra một vết thương sơ xác mà có thể gây ra nhiễm trùng bởi vi khuẩn từ trong miệng loài cá này. Cá trình thường ẩn nấp trong các khe hay khốc đá trong suốt cả ngày. Chúng săn mồi vào ban đêm, chúng ăn mọi loại cá hay các loài sinh vật mà có thể bắt được. Một vài chuyên gia ở NOAA đã đưa ra lời khuyên để tránh bị loài cá này cắn phải, đó là đừng cho tay của bạn vào các khe hay hốc đá dưới mặt biển và không bao giờ cho loài cá này ăn. 2. Sư tử biển. Sư tử biển là loài thông minh, có thể huấn luyện và là sức thu hút lớn trong các rạp xiếc, nhưng nhiều khi chúng cũng có thể cắn con người vì đây là loài cực kỳ phân biệt lãnh thổ. Ở California, sự gia tăng các cuộc tấn công của sư tử biển đã được báo cáo tại các bãi biển Manhattan, Newport và tại San Francisco năm 2006. Nó trở thành mối bận tâm của các nhà khoa học. Một vài nhà nghiên cứu nghi ngờ các chú sư tử biển có thể đã ăn phải cá bị nhiễm độc dẫn tới hành động hung dữ. Thành phố San Diego đã đăng cảnh báo trên trang web của họ rằng, giống như mọi sinh vật hoang dã khác, tính nết của sư tử biển và hải cẩu cũng không thể dự báo trước được. Chúng có răng sắc nhọn và có thể cắn, nhất là khi chúng căng thẳng hoặc bị dồn vào thế bí. 3. Cá đuối gai độc. Cái chết của Steve Irwin, người dẫn chương trình Crocodile Hunter, săn cá sấu và là một trong những nhà hoạt động cho động vật hoang dã nổi tiếng thế giới vào năm 2006, chính là do loài cá đuối gai độc gây nên. Vụ việc này đã khiến cho người anh em của cá mập này được biết tới như một loài hung hăng nguy hiểm nhất. Cái đuôi dài 20cm của loài cá này như một lưỡi mác lởm chởm, chúng trở lên cứng, nhọn khi cá đuối cảm nhận thấy mối nguy hiểm. Ngoài hình thù răng cưa giống như một chiếc dao ăn, đuôi cá đuối còn chứa nọc độc có thể làm chết cả các loài động vật ăn thịt khác. Theo phòng thí nghiệm Mood Marine ở Sarasota, Florida, Mỹ, lọc độc của cá đuối gai là một loại độc tố dựa trên protein ở mức lớn mà có thể tạo ra sự đau đớn khủng khiếp cho các động vật có vú và có thể cũng làm thay đổi tần số nhịp tim và hô hấp. Rất may, các chú cá đuối gai độc ít khi chọn loài người làm mục tiêu tấn công. 4. Cá sấu. Các chú cá sấu nước mặn đã được khẳng định vị trí của mình như là một trong những loài động vật dữ tợn nhất trong thế giới hoang dã. Chúng có thể phát triển dài đến hơn 6 mét và nặng hơn 1 tấn. Chúng được biết đến là kẻ săn mồi hung tợn đối với biết bao loài động vật gồm khỉ, kangaroo, bò rừng, trâu và thậm chí là cả cá mập. Hoàn toàn dựa vào cơ thể, cá sấu có thể kéo lê xuống nước cả một con trâu rừng lớn. Sử dụng phương pháp tấn công sở trường là dead throw, cá sấu giết con mồi bằng cách ngoạm bộ hàm của nó vào cơ thể con mồi và sau đó xoay vòng lộn lộn để bẻ gãy các khớp xương của kẻ xấu số. Kỹ thuật này cũng được dùng để chiến đấu với các loài động vật lớn khác. 5. Cá sư tử. Phổ biến trong các bể cá cảnh gia đình, cá sư tử trưng diện một bộ nan quạt các gai động rất đặc sắc. Theo NOAA, mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng của con người, nhưng trong những chiếc gai độc của loài cá này cũng tạo ra phát đốt đau đớn có thể dẫn đến đau đầu, buồn nôn, mửa và khó thở. Tình trạng xấu nhất của vết thương thường chỉ tồn tại trong khoảng 1 giờ, nhưng cũng có trường hợp bị đau và có cảm giác ngứa đến cả một tuần. Bên trong bể cá cảnh, cá sư tử rất hiền lành, còn ở môi trường tự nhiên, chúng thực sự là một sát thủ. Loài cá này có khả năng sinh sản tốt và bản tính hung hăng. Thức ăn của chúng là các loài cá nhỏ hơn, ở nhiều nơi chúng đã lấn lướt nhiều loài sinh vật biển khác. 6. Rắn biển. Nỗi sợ hãi bẩm sinh của con người về loài rắn đã đẩy loài động vật trườn trong nước này vào trong danh sách. Tuy nhiên, sự thực thì các loài rắn biển chỉ là bản sao của các loài rắn độc trên mặt đất. Các loài rắn biển vẫn có họ hàng với rắn hổ mang bành nên nó biết khi nào thì mới cần dùng đến nọc độc. Một phát cắn của rắn biển có thể làm tê liệt và giết chết con mồi trong vài giây. Cách tấn công này thường thấy trong việc săn cá trình, tôm và các loài động vật khác. 7. Cá nóc. Cá nóc là nguyên nhân dẫn đến nhiều các trường hợp tử vong ở con người, tất cả đều là do ngộ độc khi ăn chúng.
Chất độc của cá nóc là tetrodotoxin, còn mạnh hơn cả cyanua. Độc tố cá nóc là chất có hoạt tính sinh học được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chúng được dùng chủ yếu trong y dược, đặc biệt có một loại thuốc được làm từ chất độc của cá nóc đã được kiểm nghiệm có thể điều trị các chứng trong cai nghiện ma túy. 8. Cá đá. Loài cá này đứng thứ 3 trong danh sách các loài quá nguy hiểm bởi hai lý do. Nó là một trong các sinh vật dưới nước tiết ra lọc độc mạnh nhất, và nó là còn là bậc thầy của nghệ thuật ngụy trang. Loài cá này thường ẩn mình trong các dải đá ngầm hoặc giữa các rặng san hô, trông không khác gì một hòn đá thật. Cá đá không hay tấn công, nhưng con người vẫn cần tránh dẫm phải nó. Những chiếc gai có chứa nọc độc của nó thường dùng để phòng vệ trước sự tấn công của cá mập hay các loài động vật ăn thịt khác. Nọc độc của nó gây sốc, tê liệt tạm thời, nhưng cũng có thể dẫn tới cái chết mà nếu không được chữa trị kịp thời. 9. Cá mập. Chắc chắn không thể bỏ qua loài cá mập trắng, kẻ săn mồi vĩ đại của đại dương khi nói về những động vật nguy hiểm dưới đại dương. Dù rằng, trên thực tế, cá mập bị giết nhiều hơn là con người bị cá mập ăn thịt, nhưng đây vẫn là loài gây nên nỗi sợ hãi trong tự nhiên với loài người. Cá mập ăn mọi thứ, cá, hải cẩu, chim, mực ống, cá mập con, cá heo, thậm chí là cả những đồ đạc trôi nổi trên biển như chiếc lốp xe cũ. Chúng có thể dài tới 5,5 mét và nặng cả tấn. Cá mập được thấy ở nhiều vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Chúng thường sống phổ biến quanh các đảo trung tâm Thái Bình Dương. Loài cá mập trắng được coi là loài hung dữ và hiếu chiến nhất trong họ hàng nhà cá mập. 10. Sứa hộp. Loài sinh vật sền sệt này mới chính là lỗi đáng sợ, chết người ghê gớm nhất hơn cả loài cá mập. Chưa có một công bố chính thức nào, nhưng đã có rất nhiều các chứng cớ và thống kê cho thấy hàng năm có đến hàng chục hoặc hàng trăm các trường hợp chết người gây ra bởi loài sứa hộp mà sống tại vùng biển trên thế giới. Theo Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, khoảng 20-40 người chết do bị sứa hộp đốt mỗi năm ở Philippines, và họ đã tuyên bố tai ương từ loài sứa hộp có thể được coi là nghiêm trọng. Một con sứa hộp Australia có thể có hàng tá xúc tu, mỗi cái dài đến trên 4,5 mét, với lượng độc tố có thể giết đến 60 người. Cái đốt của một con sứa hộp Chironex flex có thể giết một người trong vòng 3 phút. Các loài sứa hộp ở Hawaii, Florida và các vùng khác ở nước Mỹ thì có thể gây ra suy tim.